Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá máy đo huyết áp âm rong ha, mẫu là HEM7142T1. Thì trên thị trường có rất là nhiều giá khác nhau, nên là cô chú anh chị mình có thể nên đến những cái trung tâm uy tín hoặc là mình lựa chọn hàng chính hãng để mình có thể được bảo hành nha. Còn hàng trôi nổi hoặc hàng giả hàng nhái thì sẽ không có được hãng bảo hành đâu. Giá niêm yết của hãng là 1 triệu cô chú anh chị ha. Cái này được bảo hành 5 năm, nhưng nếu mà mình xài kỹ mình xài được cả chục năm luôn. Thì cái dòng máy này thì có gì đặc biệt? Mình sẽ cùng khui máy nha. Máy này thì mình sẽ có 14 lần trong bộ nhớ nha. Đó, rồi mình sẽ được kết nối điện thoại và kiểm tra dòng quấn có đúng hay không. Kiểm tra tim loạn nhịp và cử động khi đo. Cô chú anh chị thấy có rất là nhiều chức năng trên đây. Thì Hoàng Sơn có cái video hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng máy này rồi. Bây giờ mình sẽ khui máy. Trước khi khui máy thì cả nhà mình thấy trên đây là có một cái mã ha. Cái mã QR nè, để mình khi mà mình bảo hành mình có thể kiểm tra hoặc là cái số series của máy. Nếu mua hàng chính hãng thì mình sẽ có những cái này cô chú anh chị ha. Tại vì bây giờ sẽ không có phiếu bảo hành giấy nữa, mà mình lên hãng chỉ cần quét mã vạch một cái là biết hàng này có phải là hàng chính hãng của âm rong hay không, hay là hàng giả hàng nhái liền. Nên là cô chú anh chị mình nên đến những cái nơi nào uy tín để mình có thể lựa và xem nha. Đi theo máy thì mình sẽ có hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh và không có phiếu bảo hành nha. Đó, đây là máy được bảo hành 5 năm, nhưng mà xài tốt đó, xài kỹ đừng để chảy pin đó. Mình xài được 7-10 năm là bình thường, 7 đến 10 năm là bình thường cô chú anh chị ha. Rồi, thân máy thì mình sẽ có cái gì nè. Màn hình hiển thị huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim, chức năng kết nối điện thoại ha, Bluetooth, đo và tắt một phút này, không tắt 30 giây tự tắt. Rồi, bên trái thì mình sẽ có chỗ để mình cắm cái vòng quấn. Bên trên thì mình có là DC 6V, tức là nếu mình có thể mua thêm cục kích biến điện 200.000. Nếu mình mua thêm cục biến điện 200.000 mình có thể cắm để xài thay pin chứ nó không có sạc nha. Còn Sơn nghĩ là mình cũng không cần thiết cái này. Nếu mà bác sĩ một ngày đo nhiều bệnh nhân mới cần cái này, hoặc ông bà mình không muốn mua pin thì có thể mua thêm. Nhưng mà không nên mua cái hàng mấy chục ngàn không rõ nguồn gốc nha. Cắm vào hãng sẽ không có bảo hành mình cái này đâu. Rồi cô chú anh chị mình thấy là phía sau mình sẽ có 4 viên pin 2A, pin xài cho đồng hồ treo tường. Nếu mà mua pin tốt thì mình để luôn trong đây cả năm không sao. Nếu mà mình xài pin thường, pin rẻ tiền thì hàng tháng mình nên kiểm tra, hoặc là nếu ít xài mình phải nên lấy ra luôn. Tại máy này nó khá là bền, nếu mà không chảy pin nha, cần chảy pin thì rất là tiếc. Và đây là số series của máy ở trên đây và thông tin đầy đủ trên đây. Nếu mà cô chú anh chị mình mua hàng chính hãng thì sẽ được kiểm định chất lượng, nếu mà như mình cảm thấy nghi ngờ nha, nghi ngờ nó đo sai mình gửi về hãng. Còn hãng sẽ không nhận những cái hàng không rõ nguồn gốc, sách tay hoặc hàng giả. Rồi mình sẽ có một cái dòng quấn như thế này và 4 viên pin khô thì thoải mái ha. Thì nếu mà như cô chú anh chị mình á muốn biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng, khắc phục lỗi tại nhà và lựa chọn những sản phẩm như thế nào cho phù hợp với gia đình thì có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Đây là vài thông tin và hình ảnh về máy đo huyết áp của âm rong hàng chính hãng. Đây là đời mới ha, 2023, mẫu là HEM7142T1. Rồi tạm biệt cô chú.